Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu dầu gió con ó hai nắp, dung tích là 36ml nhé. Hàng này là hàng nội địa ở Mỹ, sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ nhé. Do công ty Anthin Group đặt hàng nè, phân phối chính thức tại USA. Thì sẽ có số điện thoại đây này. Hàng này hàng hai nắp Mỹ, nồng độ tinh dầu cao nhất, hai vạch vàng nha các bạn. Phía sau chai dầu nó sẽ như thế này. Hàng này thì mình hàng sử dụng 2024, thì hàng sử dụng mới mình hàng mới về mình sẽ update liên tục. Hàng này là hàng chính hãng nha các bạn. Hàng chính hãng thì các bạn lúc nào cũng nhà sản xuất cũng là một logo làm chống hàng giả. Nó sẽ có chữ Engelbrand trước và cái phôn chữ rất là rõ nét nha các bạn. Hàng giả thì nó làm cũng giống nhưng mà có một số nét điểm thì người trong nghề thì nhìn sơ sẽ biết. Hàng này là hàng 36ml nhé, hàng sản xuất tiêu chuẩn cao nhất của dành trong thị trường Mỹ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn vui vẻ.